Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô tô. Có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay các bạn cũng đang đi du xuân đón Tết. Chúng tôi cũng có thể đăng bán cho quý anh chị em các bạn để có thể các bạn có thể tham khảo được một vài những cái mẫu xe 7 chỗ gầm cao đang có mặt tại showroom chúng tôi. Có khá nhiều những cái mẫu xe 7 chỗ gầm cao đang có mặt: Pajero Sport, Toyota Fortuner, và đây là mẫu xe Toyota Fortuner, máy xăng một cầu số tự động, sản xuất năm 2012, màu xám các bạn nhé. Máy xăng một cầu số tự động, sản xuất năm 2012, màu xám, rất là đẹp, rất là mới, rất đẹp các bạn nhé. Đây các bạn gì đây? Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì các bạn sẽ phải quan tâm đến nhiều yếu tố: xe bị tai nạn hay không, có bị ngập nước hay chưa, có bị tháo cổ máy hay không, và đặc biệt hơn nữa là giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý anh chị em và các bạn hay không. Thì điều này là điều vô cùng quan trọng các bạn nhé. Anh chị em thân mến, thì nếu như anh chị em nào quan tâm thì có thể gọi điện số điện thoại 0939063333. Toyota Fortuner là một cái mẫu xe được đánh giá rất là cao bởi cái khả năng vận hành bền bỉ, mạnh mẽ, vượt mọi cung đường khác nhau, thương hiệu Toyota và khá là tiết kiệm nhiên liệu so với những dòng xe Đức. Đây là cái không gian khoang nội thất của dòng xe này. Nhìn chung thì nội thất cái ghế da còn khá là nguyên bản các bạn nhé, rất là nguyên bản. Chất liệu nội thất ghế da rất nguyên bản. Chất liệu ghế da là cái gì này? Ghế được trang bị ghế chỉnh điện, một cầu số tự động các bạn nhé, được trang bị đầu DVD, camera lùi, hệ thống điều hòa tự động, động cơ 2.7, hộp số tự động 4 cấp. Đấy, không gian khoang nội thất đây, rất đẹp. Anh chị em nào quan tâm thì có thể gọi điện số điện thoại 0939063333. Chất liệu nội thất rất là mới. Xe này mà đi đón xuân, du xuân đón Tết, cũng như chở gia đình đi thì cực kỳ hợp lý các bạn nhé. Rất là hợp lý. Đấy, rất hợp lý các bạn nhé. Cực kỳ hợp lý. Giá xe này chúng tôi đang chào bán là 35, tương đương với 555 triệu. Có hỗ trợ trả góp được không? Vẫn hỗ trợ 70%, 2012 các bạn nhé. Chỉ cần chuẩn bị 180 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.